thật không thể tin nổi, trong cái thời điểm này kinh doanh mà lại không phải bỏ vốn, không phải ôm hàng, mà lại còn được hỗ trợ về marketing, hỗ trợ về trang bán hàng và hỗ trợ cả thi công cho khách hàng nữa. Các anh chị sẽ không nghe nhầm đâu. Đây là kho hàng của TMG và các anh chị có thể làm được điều này. Anh chị hãy để lại cái comment ở bên dưới cái phần bình luận này đi ạ. Chúng tôi sẽ phản hồi lại và hỗ trợ cho anh chị. Tôi là Thanh Tùng TMG.